Thái miền Tây xin chào tất cả các bạn và mọi người. Thì hôm nay Thái xin quay chiếc 93 cho các bạn xem nha. Nó đang cắt ở cánh đồng quả đó các bạn. Bây giờ sau khi chạy trường một lần ở cặp mương rồi á, bây giờ chạy 2-3 vòng rồi nó rộng rãi, bây giờ quay lại đánh vớt cái lần ghìa đó các bạn, làm thả dạng cặp mương. Nói chung là tài xế anh này anh chạy cưng máy lắm nha các bạn, từ từ di chuyển, từ từ qua góc, chứ không phải như mà các cái anh tài kia háo thắng chạy quay vù vù. Còn anh tài này chạy thì rất im, chủ máy mà mướn được tài xế như vậy thì quá tuyệt vời. Cái đặt vừa rồi đó là mình nghĩ theo mình được biết á, là hình như là cái bánh răng nó bị chổi xích đó các bạn, nên quay nó làm cái tặc vậy đó các bạn, giật máy phóng dựng dựng, hoặc là đất khô quá quay nó không có bứng chân được nên cái máy nó giật dữ lắm vậy. Chạy tiếng máy nghe đã thiệt các bạn. Không, ừ. Chiếc máy này là mới luôn nha các bạn, mới lấy trước Tết nha các bạn, đi Sóc Trăng mới về.
đó thì xe cậu lúa thôi các bạn. Anh em đang chắc lúa lên xe để mà chở vô bờ kinh. Bảy mươi chứ sáu mươi gì. Bèo gì cũng phải 80-90 trở lên. Trăm. Rồi cái sườn mà tới ông bán ve chai đó thì nhiêu? Xài được bao lâu? Cái ông tài xế này ông chạy quá im, chạy cưng máy ha, hay là chủ máy đây. Chủ máy quá, tài xế ít kiếm tài xế được vậy lắm nha. Chắc tài xế nhào quá. Hay sao? Tình hình quá quá phá đạp các bạn ơi. 70 hạ xuống làm máy kéo nè các bạn, đạp hực hực. Chủ nữa trời sang quá, ông chơi ông lấy cây 70 ông xuống hạ làm vàng chân máy kéo luôn các bạn. Đầu máy 70 luôn nè. À. Các bạn nghe chạy tiếng nè. À. Hết biết đỡ không?